Hoang mang, lo sợ, đây là tâm trạng của rất nhiều người chăn nuôi lợn nước ta hiện nay trước sự lây lan bùng phát của dịch tả lợn châu Phi. Những lo lắng này là điều hoàn toàn có cơ sở khi mà ngay sát cạnh nước ta, dịch tả lợn châu Phi đang hoành hành tại Trung Quốc với mức độ thiệt hại 100% khi lợn đã nhiễm bệnh. Sau đây là ghi nhận công tác phòng chống loại dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm này tại tỉnh Hải Dương, một trong 19 địa phương có tổng đàn lợn thịt lớn nhất cả nước với hơn 600.000 con. Sau đây là chúng tôi là có một cái trang trại là hơn 1.000 con lợn. Nhưng mà bây giờ coi như là dịch tả của lợn của châu Phi mà xâm nhập vào trại chúng tôi là chúng tôi sẽ bị phá sản. Thế nên là các xe ra vào là phải qua cái cổng này. Thế nên là chúng tôi đã phải phun xe ra và vào cũng phun mà ra cũng phun. Và thậm chí là người cũng phun. Mấy hôm nay, khu vực nuôi lợn của gia đình bà Nga liên tục được siết chặt quản lý phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Lúc này, nếu bị dịch bệnh, bà sẽ mất tất cả. 2 năm trước chúng tôi chết thẳng cẳng rồi. Thế nhưng bây giờ mà lại bị như thế này nữa thì người ta có sống làm sao được nữa. Mà mới được 2 tháng nay mà bấp bênh như thế này, giá cả chưa được ổn định mà lại tung ra cái dịch như thế này thì anh em người ta chết. Bây giờ sợ không phải là truyền mồm là giữa tôi và người kia ăn uống với nhau không sao. Nhưng mà bây giờ đưa hết lên tivi như thế này thì ai người ta dám ăn, ai người ta dám mua. Hả? Ai người ta cũng sợ chết. Rất nhiều hộ chăn nuôi như nhà ông Đoan đang tính đến phương án bán lợn sớm hơn kế hoạch trước khi dịch tả lợn châu Phi có thể xâm nhập vào nước ta. Chúng tôi chỉ lo rất sợ là cái dịch châu Phi nó về Việt Nam thôi. Vì cái dịch nó chưa có thuốc đặc trị mà nó dính là mất hết. Rất sợ đây, những cái đàn lợn này rất đẹp. Nếu mà giờ cái dịch đi về là chúng tôi coi to luôn, mất trắng luôn. Người ta sợ và người ta rất sợ đấy, không phải là người ta hoang mang, người ta nghe thấy người ta sợ, người ta phải có khi người ta phải chạy trước là phải bán trước đi, ăn trước đi, còn hơn là nuôi mà cuối cùng trả được cái gì mà cuối cùng lại cắm mất công, mất cả công chăm mà mang đi đổ đi thì các ông bảo là còn sống hay chết nữa nào. Theo Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịch tả lợn châu Phi cực kỳ nguy hiểm, một khi lợn đã bị mắc bệnh thì chết rất nhanh, không có cách nào chữa trị được. Đây là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và đặc biệt là không có vaccine phòng bệnh. Do đó chúng ta chỉ có biện pháp là phòng chủ động bằng an toàn sinh học. Cái thứ hai còn đối với bà con chăn nuôi thì trong quá trình chăn nuôi thì thấy lợn mà chết bất thường bị sốt. Để tôi xin nhắc lại là từ triệu chứng lâm sàng này, bệnh tích này của bệnh dịch tả lợn châu Phi rất gần giống với dịch tả lợn cổ điển. Chăn bằng ba mắt thường là bà con không biết được đâu. Cho nên chỉ biết là lợn chết. Chết nhiều, chết không kể độ tuổi. Những cái trường hợp đó là bà con nên báo ngay cho cơ quan thú y. Tuyệt đối là không được là bán chạy. Và khi xử lý tiêu hủy thì bà con sẽ được hỗ trợ. Và xin nhắc lại, nó lây truyền rất nhanh và tỷ lệ chết là 100%. Đất nước Việt Nam của chúng ta hiện nay đang được đưa vào danh sách là có nguy cơ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh tả heo châu Phi, nguy cơ nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương huy động cho nhân dân ra quân phòng chống dịch bệnh, tập trung phòng còn hơn chống. Việc bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt với đàn heo, cần phải đặt lên hàng đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh của Việt Nam từ nay đến cuối năm.